Xin chào mọi người. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn top các ngành hàng bán chè trên Shopee từ đầu năm 2022 nha. Theo Statsan nhận định, thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và có thể cán mốc 39 tỷ USD vào năm 2025. Hiện nay, Shopee là một trong những trang thương mại điện tử lớn nhất Việt Nam với mức độ tăng trưởng và lượng truy cập của người dùng hàng tháng tăng cao. Vậy thì xu hướng ngành hàng tại Shopee như thế nào? Mình cùng xem báo cáo tổng quan nửa đầu năm 2022 của Shopee nhé. Các bạn có thấy chưa? Hai ngành hàng có doanh thu cao thu hút nhiều người mua và nhiều lượng mua nhất trên Shopee đầu năm 2022 là sắc đẹp và thời trang nữ. Đúng không nào? Giờ mình nhìn về góc độ giá cả và doanh thu nhé. Trong biểu đồ thống kê trên có thể thấy phân khúc giá rẻ 10 đến 50 nghìn có số lượng sản phẩm bán ra lớn nhất trên Shopee. Và trong khi đó, các sản phẩm thuộc hai phân khúc giá cả từ 100 đến 200 nghìn và từ 200 đến 500 nghìn đem lại doanh thu co cho người bán. Vậy thì theo số liệu và biểu đồ trên, các bạn đã biết điều chỉnh chiến lược bán hàng của mình như thế nào chưa? Ok, mình chia sẻ đến đây nha. Nếu các bạn thấy hữu ích xin bấm like.